Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube của mình nhé. Ok, hôm nay mình sẽ đến với video là nói chung là quay video vui cho mọi người xem thôi nhá. Mọi người nhớ đón xem video này của mình nhé. Ok. Đã bây giờ là buổi chiều mọi người ạ. Thì 3 giờ 11 rồi. Chuẩn bị là mình sẽ chuẩn bị đi học rồi mọi người ạ. 2 giờ 40 là 2 giờ 15 và lúc bây giờ 13 giờ 15. Thank you.
hả? Bánh quy à, bánh sô cô la rồi à. Đây. Rất là ngon nha mọi người. Có 4 cái mọi người. Ăn 2 cái này nhé. Mời mọi người nhé. Chocolate, chocolate. Sô-cô-la. Hát này cho nó sô cô la quanh mọi người. Bán chạy
Thank you.
Mình đang xem gãy tivi nhá. Xin bác.
Quay thì là mình sẽ đi đi học nha mọi người.
trời nắng lắm mọi người ạ. Tại nó rất là nắng nóng. Nhưng mà trong phòng lại không nóng.
Ok nha mọi người. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ về cái ăn bánh với lại cả video vui vui vậy thôi nhá. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình, nhớ like đăng ký để ủng hộ nhá. Mình sẽ tắt video này nhá mọi người nhá. Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Xem hết video thì mình cảm ơn rất nhiều nhá. Ok. Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube của mình nhé. Ok, hôm nay mình sẽ đến với video là nói chung là quay video vui cho mọi người xem thôi nhá. Mọi người nhớ đón xem video này của mình nhé. Ok. Bây giờ là buổi chiều mọi người ạ. Thì 3:11 rồi.
chuẩn bị là mình sẽ chuẩn bị đi học rồi, bây giờ là 2:40 là 2:15 vào lớp, bây giờ 13:15 rồi. Hả? Bánh quy à, bánh sô cô la rồi. Rất là ngon luôn nha mọi người. Có 4 cái mọi người. Ăn 2 cái này nhé. Mời mọi người nhé. Chocolate, chocolate. Sô-cô-la. Hát này cho nó sô cô la quanh luôn rồi. Ừ.
tên là Caesar. Caesar cố ý khiêu khích người đàn ông. Sau đó một tay túm lấy cổ hắn ta, đồng thời nhân cơ hội đó lấy các con dao trong túi anh. Buổi tối, Caesar dùng con dao mở cửa đột ra. Nó nhẹ nhàng đi đến phía trước cổng sắt bên ngoài, thả con tinh tinh lốc kích mạnh nhất ở đây ra. Vì để báo ơn, lốc kích quyết định đi theo nó. Hôm sau, nó được thiên tấn công đẩy ngã con tinh tinh Alpha đã tự bắt đặt nó. Lần này, dưới sự uy hiếp của Zod S, Alpha cũng phải cúi đầu nghe theo Caesar. Nếu như vậy, Caesar trở thành chủ ở đây. Không lâu sau, Quy đi đến nhà chứa động vật. Lần này anh lấy ra tất cả số điện thoại để ủng hộ sở trường, muốn đem nó ra đi. Khi anh vừa giơ tay về phía Caesar, nó lại nhẹ nhàng đóng cửa trở lại. Sau đó, quay lưng lại nhìn đến thắc mắc. Thật ra, Caesar cũng muốn thoát khỏi sự giày vò. Quy trở về nhà, nhưng nó không thể nhận thức bỏ dưới động vật. Nó hạ quyết tâm đứng tất cả động vật để cùng thoát ra, thoát khỏi sự trói buộc của con người, trở về thiên nhiên. Cuối cùng, Caesar nói chuyện với một con tinh tinh lông dài. Nó nói rằng tinh tinh chúng ta nhất định phải đoàn kết lại để có thể thoát ra khỏi đây. Việc nhà tinh tinh bây giờ đều vô cùng ngốc. Lúc này trong lòng Caesar nảy ra một ghế, đang lên lúc để cố gắng phá mở cửa. Sau đó đến lúc trời tối buồn của chuyện ra lại bước trở về nhà, lấy các mẫu phẩm số 113 của nguyên thủ được nghiên cứu ra. Caesar trở lại chúng tôi mẫu phẩm ra. Trong phút chốc, khói thuốc bao phủ dày đặc tất cả tinh tinh đều hít vào. Đám tinh tinh giống như vừa tỉnh dậy, con ngươi của chúng đều biến thành màu xanh. Đây chính là một thứ của trí tuệ. Một hôm Caesar đứng giữa trung tâm, nó dùng bốn ngón tay nói chuyện với đám tinh tinh, truyền đạt kế hoạch chúng thoát sắp sửa diễn ra. Chiều tối, Caesar cố ý chạy ra khỏi đầu những con nhân tố chấp dẫn đó. Đó tay cầm thú thực hiện đang định tấn công, Caesar đứng chặn lấy cánh tay của hắn. Không. Cuối cùng, sau tiếng gầm thét của Caesar, đại chiến chống lại loài người của đám tinh tinh bắt đầu từ đây. Tiếp theo, nó hạ tất cả các con tinh tinh ra và đưa chúng thoát ra ngoài vòng cửa kính. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Caesar, đám tinh tinh phân thành hai luồng. Chúng xuyên qua thành phố, trực tiếp đi qua công ty của Will. Khi ông chủ chạy tới, tất cả đám tinh tinh đều đã được thắng. Bạn đã bao giờ phải dưới nước trong 20 giờ chưa? Hôm nay anh này sẽ thực hiện thử thách, sống ở dưới nước trong vòng 20 giờ. Anh thiết kế một căn biệt thự đặt dưới mặt nước, căn biệt thự có đầy đủ mọi thứ. Anh đã chuẩn bị rất chu đáo, nên mọi người không phải lo về việc ở dưới nước. Anh ta nói với tất cả mọi người rằng, bạn có thể ở dưới nước trong vòng 20 giờ không? Để có thể hoàn thành thử thách trong 20 giờ, anh đã lên trên lấy một số đồ dùng cần thiết. Anh bạn đến vị nên cũng đồng hành thử thách cùng. Tuy nói là nhà dưới nước không thể thở,
xem gãy tivi nhá. Thank you.
Quay thì là mình sẽ đi đi học nha mọi người.
ngoài trời nắng lắm mọi người ạ. Tại nó rất là nắng, nóng. Nhưng mà trong phòng lại không nóng.
Ok nha mọi người. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ về cái ăn bánh với lại cả video vui vui vậy thôi nhá. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình, nhớ like đăng ký để ủng hộ nhá. Mình sẽ tắt video ra nhá mọi người nhá. Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xem hết video thì mình cảm ơn rất nhiều nhá. Ok. Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube của mình nhé. Ok, hôm nay mình sẽ đến với video là nói chung là quay video vui cho mọi người xem thôi nhá. Mọi người nhớ đón xem video này của mình nhé. Ok. Đã bây giờ là buổi chiều mọi người ạ. 3 giờ 11 rồi.
chuẩn bị là mình sẽ chuẩn bị đi học rồi, bây giờ là 2:40 hay là 2:15 vào lớp, bây giờ 13:15 rồi. Hả? Bánh quy à, bánh sô cô la rồi. Rất là ngon nha mọi người. Còn 4 cái mọi người. Ăn 2 cái này nhá. Mời mọi người nhé. Chocolate, chocolate. Sô-cô-la Này cho nó sô cô la quanh luôn rồi.
chiếc khăn tắm thật chế thành công, vừa biểu diễn vài chiêu hiện hoàn toàn áp đảo đối phương. Lần này thì tất cả tù nhân đều cùng anh sát đất gặp mâu thuẫn, không được đánh nhau nữa, mà là tay bắt mặt ngược làm hòa. Không cẩn thận va phải người khác sẽ phải xin lỗi ngay lập tức, cho dù là một cây kem, mọi người đều thay phiên lên mũ. Đến sinh nhật của Stan sẽ tổ chức party, ai ai cũng đều thích thú đổi mũ sinh nhật lên đầu cùng nhau thưởng thức cocktail trong toilet. Nhưng cảnh tượng hòa hợp khác thường này lại khiến Warden vô cùng phẫn nộ. Ông ta uy hiếp Stan lập tức dừng mọi chuyện. Mấy đứa nhỏ này đang chơi trò đột kích trên núi. Đột nhiên phía sau xuất hiện một tấm vải trắng. Cậu bé rất cảnh giác kéo tấm vải ra. Một con robot nằm trên mặt đất, chạm tay lên cỏ. Lũ tinh tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết bi ai, mà anh ta lại coi đây là trò đùa. Nhưng người đàn ông làm sao ngờ rằng ở đây có một con tinh tinh không thể chịu kéo. Nó tên là Caesar. Caesar cố ý khiêu khích người đàn ông. Sau đó một tay túm lấy cổ hắn ta, đồng thời nhân cơ hội đó lấy các con dao trong túi anh. Buổi tối, Caesar dùng con dao mở cửa đồng ra. Nó nhẹ nhàng đi đến phía trước đồng sắt bên ngoài, thả con tinh tinh gốc kích mạnh nhất ở đây ra. Vì để báo ơn, gốc kích quyết định đi theo nó. Hôm sau, nó được tư tấn công đẩy ngã con tinh tinh Alpha đã tự bắt lại nó. Lần này, dưới sự uy hiếp của dao S, Alpha cũng phải cúi đầu nghe theo Caesar. Nhưng như vậy, Caesar trở thành chủ ở đây. Không lâu sau, Quy đi đến nhà chứa động vật. Lần này, anh đứng ra tất cả số điện thoại để ủng hộ sở trường. Thank you.
Mình đang xem gãy tivi nhá. Thank you.
Quay thì là mình sẽ đi đi học nha mọi người. Yeah.
ngoài trời nắng lắm mọi người ạ. Tại nó rất là nắng, nóng. Nhưng mà trong phòng lại không nóng. Thank you.